chào tất cả các bạn, tôi là Phạm Thành Viên. Hả? Hả? Sao? Lạ lắm ạ. Hay không? Không sao hết, học nhé, hôm nay học, hôm nay có video hay. Hôm nay chia sẻ với anh chị một video cực kỳ hay. Đó là tâm lý giao dịch. Hả? Tâm lý giao dịch. Đừng giao dịch thị trường tài chính quốc tế nữa. Stop. Stop. Đừng giao dịch nữa. Dừng lại ngay. Hả? Tại sao lại đừng giao dịch? Mà những video lần trước tôi bảo anh chị là phải học, phải làm. Mà video này tôi lại bắt mọi người dừng lại. Đúng rồi, phải dừng lại. Dừng lại, dừng lại ngay. Dừng lại ngay. Nếu như anh chị chưa có kiến thức, nếu như anh chị chưa có người dẫn dắt, nếu như anh chị chưa có một đội nhóm để làm cùng, thì hãy dừng lại ngay. Hãy dừng lại ngay hôm nay. Đấy, dừng lại ngay. Nếu không cuộc đời nó sẽ sụp sệ như thế này đấy. Chỉ khi anh chị có người dẫn dắt, có kiến thức chuẩn, có tư duy đúng, có một đội nhóm làm cùng, có một huấn luyện viên, và chúng ta biết cái đích chúng ta phải đến, có phương pháp để đi, có kim chỉ nam để dẫn đường, thì lúc đấy chúng ta mới thành công được. Còn không, tất cả nó sẽ trở thành cũng giống như tôi 3 năm đầu tiên, thị trường tát trái vào tát phải và làm tôi sống đi chết lại nhiều lần. Rất may, sau 3 năm đầu tiên, tôi đã tìm ra được chân lý của chính mình. Và bây giờ tôi đã đúc kết nó được, đóng gói tất cả vào đây. Và chia sẻ lại cho đội nhóm của tôi, chia sẻ lại cho đồng đội của tôi, chia sẻ cho anh em của tôi, chia sẻ cho những bạn trong team của tôi. Và những bạn nếu muốn đạt được đỉnh cao như đội nhóm của chúng tôi, thì bạn phải biết những cái điều tuyệt vời trong cái video này. Biết cái điều tuyệt vời trong này. Hãy đăng ký xuống bên dưới để gặp chúng tôi. Còn nếu không, hãy dừng lại ngay. Cuộc chơi này không dành cho những người không có kiến thức. Cuộc chơi này không dành cho những người thiếu hiểu biết. Cuộc chơi này không dành cho những người liều lĩnh. Và cuộc chơi này không dành cho những người làm việc theo kiểu bốc thuốc. Không dành cho. Và cuộc chơi này dành cho những người gì? Có kiến thức, có tầm nhìn, có hiểu biết, có đội nhóm, có người dẫn dắt. Và đi cùng với chúng tôi, chắc chắn bạn sẽ thành công. Chắc chắn bạn sẽ thành công. Điều đó là chắc chắn. Việc của bạn là chỉ cần gì? Làm theo, làm đúng, làm theo, làm đúng dưới sự dẫn dắt của đội nhóm của chúng tôi. Sau 6 tháng, sau 9 tháng, sau 12 tháng, sau 18 tháng, sau 2 năm, sau 3 năm, sau 5 năm, bạn sẽ trở nên vô cùng tuyệt vời. Bạn sẽ kiến tạo được cuộc đời của mình, kiến tạo cuộc sống tự do, hạnh phúc và khỏe mạnh. Tự bạn kiến tạo nên cuộc đời của chính bạn. Ok chị ạ? Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Viên. Cảm ơn bạn. Hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Viên xin cảm ơn bạn. Còn nếu bạn đang bước chân vào thị trường đầu tư, bạn đang ở trong thị trường đầu tư mà bạn không có kiến thức, thì bạn sẽ gặp vô vàn những cái cạm bẫy từ thị trường, cạm bẫy vô hình mà bạn không hề biết. Mỗi một ngày nó thịt bạn ít, mỗi ngày nó xé của bạn ít thịt, mỗi ngày nó xẻo của bạn ít thịt, và đến một lúc bạn mất kiệt máu và bạn cuộc chơi sẽ over game. Và lúc đó bạn mới nhìn ra được thực sự tại sao mình đã thất bại. Và lý do của sự thất bại rất đơn giản. Bạn chỉ cần gặp tôi trong khoảng 4 giờ đồng hồ thôi. Tôi sẽ chỉ ra cho bạn tất cả những nguyên nhân, những lý do làm cho bạn thất bại trong khoảng 4 giờ đồng hồ. Vì thế trên video này tôi không có đủ thời gian để chia sẻ cho bạn. Bạn cần gặp tôi ở một buổi offline, hoặc gặp đội nhóm của tôi, nghe họ chia sẻ, hoặc gặp trực tiếp tôi chia sẻ cho bạn các cái công thức, các phương pháp, các biện pháp, các cái chiến lược, các cái chiến thuật, những cái tư duy, những cái công cụ, những cái kiến thức làm thế nào để giúp cho bạn có thể sống được bằng nghề trading, làm thế nào để bạn có thể biến thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, làm thế nào để biến được thành một trader pro, làm thế nào để trở thành trading mastery. Đó, hoàn toàn có thể làm được, nhưng chúng ta cần phải có kiến thức đúng, chúng ta có công cụ đúng, chúng ta có tư duy đúng, có tầm nhìn đúng, và hơn hết đó là một đội nhóm, hơn hết đó là một người hướng dẫn, đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được đỉnh cao của sự nghiệp này. Ok, rất vui được nói chuyện với các bạn qua video trên kênh của tôi. Nếu như bạn thấy video này hay, hãy đăng ký vào kênh, hãy share nó để nhớ lại những cái kiến thức tuyệt vời này. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.